Trước khi bắt đầu video, các bạn cho một like, một share, một subscribe một kênh channel của mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút chuông bên cạnh nút subscribe để nhận thông báo với nước từ video của mình nha. Biết đâu làm vậy các bạn có thể đẹp trai xinh gái hơn thì sao. Ok, bắt đầu video nào. Yeah, boy. Woo!